Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Pi Network nổi lên là cộng đồng tiền điện tử lạc quan nhất trong bối cảnh thị trường suy thoái. Pi Network, cơ hội cuối cùng để tham gia cuộc cách mạng tiền điện tử đột phá. Trước sự suy thoái đáng kể của cả thị trường tiền điện tử và chứng khoán, Pi Network đã khẳng định mình là cộng đồng lạc quan nhất trong không gian tiền điện tử. Bài viết này cung cấp tổng quan sâu sắc về tình hình thị trường hiện tại và xem xét cách Pine Network đã chứng minh khả năng phục hồi và lạc quan đáng chú ý trong bối cảnh thị trường hỗn loạn rộng lớn hơn. Chúng tôi cũng sẽ khám phá những tác động tiềm ẩn đối với việc ra mắt Mainnet và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của Pine Network trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Tổng quan thị trường, sự suy giảm mạnh. Sự suy giảm của thị trường tiền điện tử Nguyên nhân nào khiến Bitcoin giảm? Hôm trước thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt giảm mạnh với Bitcoin BTC giảm xuống dưới 50.000 đô la. Đợt giảm này đã dẫn đến hơn 1 tỷ đô la bị thanh lý chỉ trong một ngày. Một số yếu tố đã góp phần vào đợt giảm này. 1. Bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và chính sách thương mại đã làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu, khiến các nhà đầu tư rút khỏi các tài sản có rủi ro cao hơn bao gồm cả tiền điện tử. 2. Các cuộc đàn áp theo quy định, các chính phủ trên khắp thế giới đang thắt chặt các quy định về tiền điện tử, gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Ví dụ, các cuộc đàn áp của các cơ quan quản lý ở các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Hoa Kỳ đã dẫn đến sự biến động đáng kể của thị trường. 3. Giảm sự quan tâm của tổ chức. Một số tổ chức tài chính trước đây thể hiện sự quan tâm đến tiền điện tử hiện đang giảm sự nhiệt tình sự thay đổi trong tâm lý này đã tác động tiêu cực đến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác. Thị trường chứng khoán giảm, tác động ở châu Á. Trong khi thị trường tiền điện tử phải đối mặt với sự sụp giảm mạnh, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng. Cổ phiếu Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu sự suy thoái trên thị trường châu Á vào ngày 5 tháng 8. Các yếu tố góp phần vào sự sụp giảm này bao gồm 1. Báo cáo thu nhập đáng thất vọng Báo cáo thu nhập kém từ các công ty công nghệ lớn như Tesla và Alphabet đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư. Điều này dẫn đến giá cổ phiếu giảm trên khắp các thị trường châu Á. 2. Tăng lãi suất. Quyết định tăng lãi suất của ngân hàng Nhật Bản cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay và làm giảm sức mua của người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. 3. Dữ liệu kinh tế yếu. Dữ liệu kinh tế gần đây từ Trung Quốc cho thấy tăng trưởng chậm hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe kinh tế toàn cầu. Điều này dẫn đến sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán châu Á và nhiều nơi khác. Tâm lý nhà đầu tư Sự bất ổn làm dung chuyển thị trường Tâm lý nhà đầu tư ở châu Á đã xấu đi đáng kể do sự kết hợp của các yếu tố được đề cập ở trên. Sự bất ổn kéo dài và các báo cáo tài chính đáng thất vọng đã dẫn đến sự suy giảm niềm tin trong số các nhà đầu tư Tha ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Khả năng phục hồi của Pi Network, sự lạc quan giữa sự bất ổn. Một cộng đồng ổn định. Điều gì làm nên sự khác biệt của Pi Network? Bất chấp sự biến động của thị trường nói chung, Pi Network đã thể hiện khả năng phục hồi và lạc quan đặc biệt. Ngay cả khi thị trường tiền điện tử đang suy thoái, Pi Network vẫn ổn định và không bị ảnh hưởng bởi các xu hướng thị trường nói chung một số lý do góp phần vào sự lạc quan liên tục của p network một một cộng đồng vững chắc một trong những điểm mạnh chính của pi network là cộng đồng tận tụy và năng động với lượng người dùng lớn và tích cực pi network vẫn ổn định bất chấp những bất ổn của thị trường sự hỗ trợ này đảm bảo rằng pi network có thể duy trì đà phát triển ngay cả trong thời điểm khó khăn hai đổi mới và công nghệ pi network tiếp tục đổi mới và phát triển công nghệ của mình với các tính năng tiên tiến như hợp đồng thông minh, DeFi, NFT và Web3, Pi Network vẫn đi đầu trong công nghệ blockchain. Sự đổi mới liên tục này giúp duy trì sự quan tâm và sự tham gia vào hệ sinh thái Pi Network ngay cả trong thời kỳ thị trường suy thoái. 3. Hoạt động đồng thuận và trao đổi tích cực. Hoạt động trao đổi và đồng thuận của Pi Coin vẫn diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở các quốc gia như Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc. Hoạt động liên tục này nhấn mạnh khả năng phục hồi của hệ sinh thái P-Network, ngay cả khi điều kiện thị trường rộng lớn hơn có sự biến động. Các hoạt động đang diễn ra của Pi Network Điều gì đang diễn ra trên thực tế? Sự tham gia tích cực tại các quốc gia chính Pi Network tiếp tục chứng kiến hoạt động mạnh mẽ tại một số quốc gia chính. Tại Việt Nam, Indonesia và Trung Quốc, sự tham gia vào các hoạt động đồng thuận và trao đổi Pi Coin vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy rằng, mặc dù thị trường suy giảm, cộng đồng Pi Network vẫn tích cực và gắn kết. Sự phát triển của các ứng dụng và tính năng Pi Network tiếp tục ra mắt các ứng dụng và tính năng mới để hỗ trợ hệ sinh thái của mình. Với hơn 100 ứng dụng độc đáo đã có và có kế hoạch cho nhiều ứng dụng hơn, Pi Network đang nâng cao giá trị và tiện ích của Pi Coin. Điều này giúp duy trì sự nhiệt tình trong cộng đồng và thu hút nhiều người dùng hơn. những thách thức tiềm ẩn cần chú ý điều gì? Một, bất ổn chính trị. Tác động của nó đến thời điểm ra mắt. Bất ổn chính trị kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình ra mắt Open Mainnet. Điều kiện chính trị bất ổn có thể tạo ra sự không chắc chắn trên thị trường và tác động đến các quyết định đầu tư. Nhóm PyCore phải đảm bảo các điều kiện bên ngoài ổn định trước khi ra mắt Open Mainnet để đảm bảo triển khai thành công. 2. Suy thoái kinh tế rủi ro và hệ quả. Suy thoái kinh tế hoặc suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến cả thị trường tiền điện tử và Pi Network. Trong thời kỳ suy thoái, các nhà đầu tư có thể trở nên thận trọng hơn và trì hoãn các khoản đầu tư của họ vào tiền điện tử. Điều này có thể ảnh hưởng đến thời điểm ra mắt Open Mainnet và khả năng tăng trưởng của Pi Network. Và chính sách quản lý và chính phủ các hành động quản lý và chính sách của chính phủ liên quan đến tiền điện tử cũng có thể tác động đến việc ra mắt Open Mainnet. Các cuộc đàn áp theo quy định hoặc thay đổi chính sách có thể làm tăng thêm sự bất ổn của thị trường và ảnh hưởng đến sự sẵn sàng của P-Network cho việc ra mắt Mainnet. Nhóm Pico phải liên tục theo dõi các diễn biến về mặt quản lý và điều chỉnh kế hoạch của họ khi cần thiết, duy trì sự lạc quan. Người tiên phong có thể làm gì? 1 tiếp tục tham gia các hoạt động của Pi Network. Duy trì hoạt động trong các hoạt động của Pi Network là chìa khóa để đảm bảo hệ sinh thái tiếp tục phát triển và thịnh vượng. Tiếp tục tham gia vào sự đồng thuận, trao đổi và các hoạt động khác sẽ giúp duy trì động lực và hỗ trợ sự phát triển của Pi Network. 2. 2. Cập nhật thông tin và tin tức Việc theo dõi các bản cập nhật và tin tức mới nhất về Pi Network sẽ giúp bạn luôn cập nhật về các diễn biến và thay đổi. Hãy chắc chắn theo dõi thông tin từ Pi Core Team và các nguồn đáng tin cậy khác để luôn cập nhật. 3. Đóng góp cho cộng đồng à, Đóng góp cho cộng đồng Pi Network, dù là thông qua hỗ trợ tích cực, chia sẻ kiến thức hay giúp đỡ các thành viên mới, là một cách tuyệt vời để củng cố hệ sinh thái. Một cộng đồng mạnh mẽ và hỗ trợ sẽ giúp Pi Network vượt qua các thách thức và đạt được mục tiêu của mình. Tương lai của Pi Network trong bối cảnh bất ổn Pi Network đã chứng minh được sức mạnh và sự lạc quan đặc biệt ngay cả trong bối cảnh thị trường toàn cầu suy giảm. Với một cộng đồng vững mạnh, sự đổi mới liên tục và sự tham gia tích cực ở các quốc gia quan trọng, Pi Network vẫn là ngọn hải đăng của hy vọng trong thế giới tiền điện tử. Mặc dù những thách thức bên ngoài như bất ổn chính trị, suy thoái kinh tế và thay đổi quy định có thể ảnh hưởng đến thời điểm ra mắt Open Mainnet, nhưng sự cam kết và nhiệt tình của cộng đồng Pi Network mang lại sự tự tin rằng tương lai của nền tảng này vẫn tươi sáng. Đối với các thành viên cộng đồng và những người tiên phong tiềm năng, đây là thời điểm quan trọng để tập trung và nắm bắt các cơ hội trong Pi Network. Với khả năng phục hồi đã được thể hiện cho đến nay, Pi Network có tiềm năng trở thành một thế lực lớn trong tương lai của thế giới tiền điện tử tiếp tục tham gia, đóng góp và luôn lạc quan khi Pi Network vượt qua những thời điểm đầy thách thức này và chuẩn bị cho một tương lai đầy hứa hẹn. Pi Network, cơ hội cuối cùng để tham gia cuộc cách mạng tiền tệ kỹ thuật số đột phá. Trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, Pi Network đã nổi lên như một trong những sáng kiến quan trọng nhất, có tiềm năng biến đổi bối cảnh tài chính kỹ thuật số toàn cầu. Đối với những người chưa tham gia, đây có thể là một trong những cơ hội cuối cùng để trở thành một phần của phong trào được thiết lập để định hình tương lai của tiền điện tử. Khám phá lý do tại sao Pi Network đại diện cho một cơ hội có giá trị không nên bỏ lỡ và tại sao việc tham gia ngay bây giờ có thể là một quyết định thay đổi cuộc sống. Pi Network, người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử. Pi Network không chỉ là một nền tảng tiền điện tử khác. Nó được tạo ra với mục tiêu làm cho tiền điện tử dễ tiếp cận và toàn diện hơn. Bằng cách cho phép người dùng khai thác PiCoin trực tiếp thông qua điện thoại thông minh của họ, Pi Network loại bỏ nhu cầu về phần cứng đắt tiền và mức tiêu thụ năng lượng cao thường liên quan đến khai thác tiền điện tử. Tại sao bạn không nên bỏ lỡ cơ hội này? Hiện tại, Pi Network đã vượt qua 60 triệu người dùng hoạt động trên toàn thế giới và con số đó tiếp tục tăng nhanh chóng chống với hệ sinh thái mở rộng bao gồm hơn 200.000 nút hoạt động và hơn 100 ứng dụng độc đáo. Pi Network mang đến cơ hội tuyệt vời cho mọi người tham gia từ đầu trước khi nền tảng tiến tới giai đoạn phát triển và áp dụng toàn cầu tiếp theo. 1. Truy cập khai thác dễ dàng và tiết kiệm chi phí không giống như các loại tiền điện tử truyền thống, đòi hỏi phần cứng đắt tiền và tiêu thụ năng lượng đáng kể, Pi Network cho phép người dùng tham gia khai thác chỉ bằng điện thoại thông minh của họ. Điểm vào chi phí thấp này giúp nhiều người có thể tham gia mà không phải chịu chi phí đáng kể. Đây là cơ hội duy nhất để bắt đầu hành trình tiền điện tử với mức đầu tư tối thiểu. 2. Phí giao dịch thấp và xử lý nhanh chóng. Một trong những tính năng nổi bật của Pi Network là phí giao dịch rất thấp và thời gian xử lý nhanh. Với chi phí giao dịch tối thiểu và thời gian chuyển tiền được tính bằng giây, Pi Network cung cấp giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho người dùng đang tìm kiếm phương thức giao dịch nhanh chóng và giá cả phải chăng. 3. Một hệ sinh thái đang phát triển. Hệ sinh thái Pi Network hiện bao gồm nhiều ứng dụng hỗ trợ hợp đồng thông minh, tài chính phi tập trung (DeFi), mã thông báo không thể thay thế (NFT) và công nghệ web3. Với hơn 100 ứng dụng độc đáo, Pi Network cung cấp nhiều cơ hội cho người dùng sử dụng Pi Coin trong nhiều giao dịch và dịch vụ. Hệ sinh thái mở rộng này mang lại giá trị đáng kể cho mọi người tham gia. Tại sao đây có thể là cơ hội cuối cùng của bạn? Tham gia Pi Network ngay bây giờ là một cơ hội hiếm có, có thể không bao giờ đến nữa. Mỗi ngày trôi qua, Pi Network lại tiến gần hơn đến các giai đoạn phát triển và áp dụng toàn cầu tiếp theo. Bỏ lỡ cơ hội này, có thể có nghĩa là bỏ lỡ các lợi ích và tiến bộ tiềm năng có thể không bao giờ xảy ra nữa. Nếu bạn không tham gia ngay bây giờ, bạn có thể phải hối tiếc suốt đời, một cơ hội có thể không bao giờ đến nữa. P Network mang đến cho bạn cơ hội trở thành một phần của phong trào có thể cách mạng hóa cách thế giới tương tác với tiền điện tử. Đây là cơ hội để tham gia vào một điều gì đó quan trọng, có khả năng định hình tương lai tài chính của bạn nhìn về tương lai p network chứng minh cam kết của mình đối với sự đổi mới và mở rộng hệ sinh thái với các tính năng mới sắp ra mắt cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng toàn cầu đang diễn ra pi network có vị thế tốt để đáp ứng các thách thức và nắm bắt cơ hội trong thị trường tiền điện tử đang phát triển được hỗ trợ bởi một cộng đồng năng động và đội ngũ pi core tận tụy dự án đang trên đả trở thành một trong những sáng kiến mang tính chuyển đổi nhất trong tài chính kỹ thuật số Tham gia ngay bây giờ là một bước đi thông minh để đảm bảo bạn tải xuống ứng dụng Pi Network. Pi Network mang đến cơ hội hiếm có để trở thành một phần của cuộc cách mạng tiền điện tử có thể không bao giờ xảy ra nữa. Với cách tiếp cận sáng tạo, phí giao dịch thấp và hệ sinh thái phát triển nhanh chóng, Pi Network mang đến cơ hội có giá trị cho các cá nhân tham gia. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tham gia Pi Network ngay và trở thành một phần của phong trào có thể định hình lại tương lai tài chính của bạn hãy hành động ngay bây giờ và đừng để cơ hội này trở thành nguồn hối tiếc trong tương lai hãy bước vào thế giới pi network và bắt đầu hành trình hướng tới tương lai tươi sáng hơn trong lĩnh vực tiền điện tử